Hello, tất cả hảo. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang xem series tiếng Trung nhanh tại kênh tiếng Trung Bồi TV Channel. Chúng ta đã trải qua 3 video. Thì những video đầu tiên chúng ta đã tìm hiểu qua về cách chào hỏi cơ bản cũng như là hỏi thăm tình hình sức khỏe đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta sẽ sang video thứ tư của series này, đó chính là chúng ta cách hỏi tên, cách hỏi tên. Bạn tên gì? Thì trong tiếng Trung chúng ta có câu là Nì chào sớm mình chữ. chào sớm chữ. Bạn tên là gì? Thì đây là một câu phổ biến nhất. Chào. Chào. Thì từ này có nghĩa là kêu, là tiếng kêu, là gọi. Nhưng mà trong câu nì sớm mơ mình chữ thì chúng ta sẽ hiểu là gọi là, tên là, gọi là, tên là. Mình chữ, mình chữ danh tự Cái này nghĩa là tên Chúng ta có thể là tên người hoặc là tên sự vật Mình chữ Sấm Sấm là cái gì Và sấm cộng danh từ Ví dụ như là sấm ở mình chữ Nghĩa là tên gì Tên là gì Như vậy là chúng ta có kết cấu câu hỏi là nǐ chèo sấm ở mình chữ Nghĩa là bạn tên là gì Chúng ta lưu ý một chút là câu hỏi nị chào sớm một mình chữ thì đây là câu hỏi thường là những người lớn tuổi hơn sẽ hỏi những người có ít tuổi hơn. Và hoặc là những người mà cùng trang lứa, ví dụ như là thanh niên chúng ta, hoặc là cùng trang lứa thì chúng ta có thể hỏi câu là nị chào sớm một mình chữ. nó Ngoài ra thì theo kinh nghiệm của S thì trong giao tiếp thực tế thì chúng ta có nhiều cách để chúng ta có thể là hỏi tên đối phương. Ví dụ như là chúng ta chỉ nói tắt là Chào chào Này, chúng ta đến đây là được rồi. Hoặc là, nỉ tậm chữ, nỉ tự mình chữ và đằng sau chúng ta ư ư một chút đấy, kiểu như là chúng ta ngắt ngắt, nỉ chữ thì là đối phương sẽ trực tiếp là cũng sẽ biết là à ý người ta đang muốn hỏi là mình tên là gì đúng không ạ? Nỉ tậm mình chữ bạn tên của bạn là kiểu như vậy hoặc là nǐ ni shì nǐ shì nǐ bạn là đấy thì ở trong giao tiếp thực tế thì chúng ta rất là linh động đúng không ạ ngoài cái câu hỏi là nǐ chào shì ở mình chữ và khi trả lời thì chúng ta có một cấu trúc là ủa chào cộng với tên của mình ủa chào cộng với tên của mình tôi là ví dụ tôi tên là Châu Chia Luân Châu Kiệt luôn Tôi tên là Châu Kiệt Luân Thì chúng ta có thể trả lời Cả họ, cả tên đệm và cả tên chính của chèo Châu Chia Luân Tôi tên là Châu Kiệt Luân Ngoài ra thì các bạn có thể Chỉ nói tên đệm và tên chính cũng được Ủa chèo Chia Luân Tôi là Kiệt Luân Ủa chèo Chia Luân Và nếu các bạn chỉ muốn nói nguyên tên của mình là luôn Thì các bạn nhớ là các bạn sẽ thêm A đằng trước nhé Đó ủa chợ a luôn tôi là a luôn nam và nữ thì chúng ta đều thêm a ở đằng trước ở ví dụ như là các bạn nào mà có bạn bè ở, ở người dân tộc mông thì chúng ta cũng hay có tên ví dụ như là tráng a trống đúng không ạ a Lử, đúng không a sử hay là a xin đó có chữ a thì trong tiếng trung thì các bạn khi các bạn muốn là nói tên của mình mà chúng ta không muốn nói là tên đệm nữa thì chúng ta sẽ thay cái tên đệm đó bằng chữ a cả nam và nữ thì chúng ta đều thêm là a à, là ví dụ như a à, luôn. Ngoài ra thì chúng ta vừa rồi tìm hiểu cái câu hỏi mà chúng ta sẽ hỏi đối với những người nhiều tuổi hơn, hỏi người ít tuổi hơn hoặc là cùng trang lứa. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là khi chúng ta muốn hỏi những người mà chúng ta thể hiện sự lịch sự hơn hoặc là những người mà chúng ta coi trọng hơn thì chúng ta sẽ có câu hỏi nào? Ví dụ như là ngài họ gì đúng không ạ? Thì trong tiếng Trung có một câu là Nín quê sinh Nín quê sinh Hôm trước chúng ta đã học với chữ nín này rồi đúng không? Nín để thay chữ, chữ nỉ đó Thì ngay bản thân chữ nín này cũng đã là thể hiện sự coi trọng rồi, lịch sự rồi Và chúng ta có thêm là nín quê sinh Quẩy Âm hán Việt là quý Nghĩa là những cái gì mà quý là đắt thì chúng ta có từ quẩy Và trong giao tiếp, trong xưng hô thì thể hiện sự quý trọng nó sinh ở tiếng việt là tính và có nghĩa là họ như vậy là nín quê sinh nghĩa là câu câu này chúng ta sẽ hiểu là ngài họ gì để chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại ngắn nhé. Xin hỏi nín quê sinh, 我姓周叫周介鲁。ở đây có từ Chỉnh quân để để thể hiện sự lịch sự hơn thì chúng ta sẽ thêm cái câu ban đầu là chỉnh quân thỉnh vấn nghĩa là xin hỏi chỉnh quân ní quê sinh xin hỏi ngài họ gì của ừ, sinh châu tôi tôi họ châu 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 chia luôn tôi họ châu tên là châu kiệt luôn nó qua đây sẽ giới thiệu cho các bạn một số đại từ nhân xưng để cho các bạn có thể dễ hình dung hơn chúng ta có ủa đúng không ạ ủa là tôi là ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai chúng ta đã tìm hiểu qua đó chính là nỉ chúng ta đều bất kỳ ngôi thứ hai nào chúng ta cũng dùng từ nỉ được nỉ hoặc là nín thì bản bản thân cái này nó vẫn là phát triển từ chữ nỉ ra thôi nín hoặc là nỉ và ngôi thứ ba chúng ta có tha 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 là anh ý hoặc là cô ý thì các bạn thấy hai chữ tha này đều đọc là tha. Nhưng ở chữ tha đằng trước đây có bộ gì đây ạ? Đây là bộ nhân. Còn chữ tha đằng sau này có bộ. Bộ này là bộ nữ. Bộ nữ nói về phụ nữ. Ví dụ như là tha, là cô ý, là uh, chị ý, là bà ý. Thì chúng ta sẽ dùng chữ tha thứ hai này. Còn chữ tha đằng trước này thì sẽ được dự, sử dụng cho tất cả các trường hợp. Và khi chúng ta thêm... Mân ở đặt phía sau thì chúng ta sẽ trở thành số nhiều Ví dụ như ủa là tôi Thì chúng ta có ủa mân, chúng tôi Nỉ, nỉ mân Là các bạn Và tha là anh ý Và tha mân là họ, đúng không ạ? Tha mân Và một lưu ý nữa trong bài ngày hôm nay Đó chính là khi chúng ta muốn hỏi họ của người thứ ba Thì chúng ta sẽ không hỏi trực tiếp là Tha quê sinh nhé Chữ quê sinh này chỉ có một chỉ có một câu hỏi là nín quê sinh, chúng ta hỏi trực tiếp người đối diện thôi. Ngài họ gì? Chứ còn nếu mà chúng ta hỏi họ người thứ ba, thì chúng ta sẽ không chúng không dùng từ tha này. mà chúng ta sẽ chúng ta sẽ hỏi một câu hỏi khác đó chính là tha sinh sầm tha sinh summer nó anh ý họ gì tha sinh summer ok cuối cùng thì chúng ta sẽ tìm hiểu một đoạn hội thoại ngắn nữa đó là giữa bạn mà lị bạn ta quậy và châu chưa luân. Ní hảo, ní hảo, ní hảo. Nín quê sinh, ủa sinh châu châu chưa luân. Ní nơ, ủa châu mà lị. Ní hảo, xin chào, xin chào, xin chào. Chỗ này là nín nhá. Nín quê sinh, anh họ gì ạ? Ủa sinh châu tôi, tôi họ châu. Chào chưa luân. tên là Kiệt Luân. Nín nơ, còn em. Ủa chèo Mà Ly. Em tên là Mà Ly. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở video tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Tạ.